Ôi, các bác nhìn thấy nó già khiếp, trắng như ngọc trinh luôn, trắng khủng khiếp luôn. Các cô chú anh chị tiếp tục một cái xi nữa. Cái xi này thì không phải tài chuột, xi cái xi búp đỏ, búp rất đỏ đấy các bác nhé. Thì hôm nay em sẽ cắt hết lá cho nó ra một cái lứa lộc đón rét cho nó đỏ các bác nhé. Dòng xi ấy, càng rét là càng đỏ. Nếu mà là đỏ, nếu mà dòng lá đỏ hoặc là thậm chí là hồng thì càng rét càng đỏ các bác nhé. Mà nhất là khi mà mình cắt đi hết lá để cho nó ra một loạt lá non ấy thì nó rất là đỏ, nó tiết như cái kia, nó rất là đỏ các bác ạ. Đấy, nó rất là đỏ, các bác nhìn xa không rõ đâu, nhưng mà nó cực kỳ đỏ đó. Đấy thì mình cắt nó ra các bác, cắt hết lá đi cho nó ra ra lứa mới, nó sẽ rất là đỏ đẹp. Đấy, một cái xi mini đồ chơi chân bệ rất là đẹp rồi, chân bệ rất là đẹp rồi, sạch sẽ già. Đấy, trên chậu tàu rồi, trên chậu tàu cũ rồi. Đấy, chậu này bây giờ cũng không có nhiều nữa. Đấy các bác xem, cây này thì cũng có đôi lần quay rồi. Đấy, lá nó cũng già rồi thì em xin phép cắt cây này. Hôm qua cắt cây xi tơi chuột kia ưng bụng quá. Đấy, các bác nhìn vẫn còn thấy nó đây. Đấy, cắt ra rất là phê, rất là thích. Mai làm nốt em này. Mai không biết là có cái gì để làm không đây. Rồi thì mai lại đi đâu lang thang quay phim này, phục vụ các bác. Tính sau, bây giờ chiến cái này nào các bác nhé. Quên hết, biết thế vừa nãy mình không tưới quá, giờ tưới nó ướt quá, cắt xong rồi tưới. Nhặt từ trên xuống cho nó sạch. Cắt được lá là tốt nhất các bạn chứ.
Các bác nhìn thấy nó già khiếp, trắng như ngọc trinh luôn, trắng khủng khiếp luôn đấy các bác nhìn.
cái đối với những cái cây mà nó cốt chậu lâu năm ấy và nó già thì thân kiếp nó nhẵn, nó thích lắm các. Dù có dễ cám ra nhiều mấy thì nó vẫn có cái vẻ nhẵn nhụi sạch sẽ của nó. Đấy các bác nhìn, nó rất sạch sẽ. Sạch sẽ, trắng, già. Đấy. Sạch sẽ, thậm chí cả những cái u của nó cũng cảm thấy nó sạch các bác. Đấy. Nhìn xa tí. Cây nó hơi điệu đà một chút xíu. Này, như thế này. Ngắm lại cũng được. Đấy. Điệu đà. Có lẽ cây này thực tế nó đang ngồi đá đấy các bạn, nhưng có lẽ là làm nên một cái tiểu cảnh có khi là đẹp hơn. Đấy. Còn điều kiện chơi như chật chội như tôi này chắc thì thôi. Thế này thôi cho nó lành. Đấy các bác, nhẹ nhàng. Đá điếc nó nặng lắm. Tùy cây nào nó khiếm khuyết quá thì tôi mới có ý đồ vào đá thôi. Chứ không thì xem xét gần như là không thích vào đá. Đấy các bác. Đấy. Chân móng này, trước đây nó ôm một cái phiến đá đây các bác nhé. Các bác tưởng tượng là từ thân cây chủ cắt ngang ấy thì dâm vào đặt lên cái miếng phiến đá này thì dễ nó xòe ra như này. Hoàn toàn là những cây mini bây giờ là thường là do hạ từ cây mẹ xuống thì nó mới được già luôn, mặc dù chưa sống biết sống hay chết nhưng mà đã được cái thân già rồi. Đấy thì nuôi vệ và thêm tay cành thôi. Đấy thì nó rất hợp với chơi cây mini bây giờ. Anh em nào cũng thích già mà, thì chưa sống đã cây đã già rồi. Đấy. Ok, đấy còn một số các bác hỏi thì là mỗi lần cắt dăm thì cũng mong là được chia sẻ. Tôi chia sẻ là cắt như nào và cắt những cái gì thì thực tế là nói ra nó cũng khó, các bác ngấm dần là nó sẽ ra. Và thực tế là cũng mỗi người một phong cách, có người thích để dài, có người thích để ngắn, có người thích để dày, để thưa. Thì tóm lại là các bác làm hài hòa nhất đối với cái mắt của bác, các bác thấy đẹp là được thôi. Ví dụ các bác định hình cái cây này nó ra thế này, tán của nó được trục chính nó chạy như này, thì bây giờ các bác xếp những cái bông cái dăm như thế nào cho nó hài hòa, cho nó đầy được cái bóng của cái cây, là cái tạm lại là cái hình tam giác lệch hoặc tam giác kênh gì cân gì đấy, nón lệch hoặc nón cân gì đấy, nếu mà hình không gian là 3D đấy, thì dăm thì các bác xếp thôi, xếp cho nó hài hòa thôi. Hài hòa thì các bác có thể để thích, để thưa, để dày thì tùy. Nhưng mà tạo hình là nó vẫn là như vậy thôi. Các bác nhá. Ok, chúc các bác ngày càng nhiều cái đẹp. Xin chào, hẹn gặp lại.